liên quan tới vụ đánh bom nhằm vào một đám đông người Công giáo ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng mới đây đã thừa nhận gây ra vụ việc trên. Trên kênh Telegram, IS tuyên bố đã kết nổ một thiết bị tại một cuộc tụ tập lớn của những người Công giáo ở thành phố Marawi. Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo buổi sáng ở một trường đại học thể thao tại thành phố Marawi, bang Mindanao. Thành phố Marawi từng bị các tay súng thánh chiến Hồi giáo cực đoan kiểm soát trong khoảng 5 tháng vào năm 2017. Vụ đánh bom tại Marawi xảy ra sau khi quân đội Philippines triển khai các chiến dịch truy quét các nhóm ủng hộ IS ở miền nam nước này. Đáng chú ý, có chiến dịch Ladao del Sur, trong đó tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm tay súng Daulah Islamiyah Mote trong ngày 3 tháng 12. Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines Romeo Browner cho rằng có khả năng vụ đánh bom là một hành động trả đũa.